Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết người ta thì tôi sẽ có một cái video nói về việc khởi kiện Việt kiều nước ngoài. Vì sao có video này? Tôi có một người bạn, họ xem cái video YouTube ở trên cái mạng xã hội của tôi và họ đã điện thoại hỏi. Cái câu chuyện của họ như thế này, quý vị và các bạn, thì tôi muốn thông qua cái video này gửi đến như là một cái câu trả lời về thẩm quyền cũng như là cái cách, cái phương thức mà chị phải sử dụng để trả lời với người tòa án Việt Nam. Câu chuyện của chị chắc chắn là do cái tính chất bảo mật thì và đó là đạo đức nghề, cho nên tôi cũng không nói là chị là ai, tên gì, ở đâu và bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Tôi chỉ mang một thông điệp là chúng ta phải biết luật ta, mà đặc biệt là một số kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Tôi nghĩ rằng là các anh chị, quý vị và các bạn là những người cần thiết và cố gắng để đem cái tài chính về cho gia đình. Không ai mà đi nước ngoài về mà không có phụ giúp gia đình ở Việt Nam. Có thể rằng tùy theo một cái mức độ, thì có một số người thì khi còn độc thân thì họ giúp gia đình một cái thời gian ngắn, sau khi đã có gia đình thì họ không giúp nữa. Tuy nhiên rằng là có những người cho tới thời điểm này vẫn hàng tháng hàng năm vẫn giúp những cái kinh tế cho những người Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là những chị và bạn là những người đáng được hơn ai hết phải hiểu được quy định của pháp luật, để tránh những cái trường hợp mình không am hiểu pháp luật thì mình cứ cảm nể rồi lại dẫn đến những cái tình trạng gọi là không biết như thế nào. Phần thu thiệt vẫn về phía của các anh chị và bạn, những người, những cái việc kiều, cái kiều bào của Việt Nam mình đang ở ngoài. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của chị như thế này. Chị là một người con trong một cái gia đình thì và khi mà tất cả những anh chị em đều lớn lên và gia đình, thì chị là một cái người con út trong một cái gia đình đó. Thì bố mẹ có tạo lập một cái nhà cũng tương đối là bé thôi, không có lớn lắm, và chị có một cái công việc ổn định. Sau đó chị lấy cái thu nhập của mình đem về phụ dưỡng chăm sóc ba mẹ. Thì cái việc phụ dưỡng chăm sóc cha mẹ đó là một cái điều tất yếu, điều đương nhiên của bất kỳ cứ một cái người con nào trong một cái xã hội Việt Nam mà. Thì đó tôi cho đó là duyên phận. Thì chị đã qua một cái cầu này và chị đã kết hôn được với người nước ngoài. Trong cái quá trình mà kết hôn với chị người nước ngoài thì chị đã đi nước ngoài. Trở lại vấn đề quá khứ tí nha quý vị và các bạn. Khi vào những năm 2000 thì khi mà chị có một cái công việc ổn định là con út trong gia đình, thì tất cả những cái nguồn thu, những cái nguồn lương của chị đem về gia đình và chăm sóc, sửa sang tất cả. Thì tất cả nhà rất là nhiều anh chị em, mỗi người thì đã có cái cuộc sống riêng. Thì các anh chị ở đó chỉ về vào những dịp lễ Tết, mà chị bảo cho tôi rằng ngay cả những việc dịp lễ Tết thì tôi cũng là gần như là bao thầu trọn gói. Quý vị và các bạn, đó là một cái điều mà không phải là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các anh chị và các bạn người sống ở nước ngoài. Thì trong cái thời gian khoảng năm 2000 thì ba mẹ chị đã lập một cái hợp đồng tặng cho chị, và sau đó chị đã được sang tên năm mộ và được tiến hành hoàn tất cái ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên chị. Và vài năm sau thì cũng do là duyên phận cho nên chị đã kết hôn và đi nước ngoài. Thì thời điểm chị đi nước ngoài thì ba chị, mẹ chị vẫn còn sống, giấy tờ đã tặng cho họ. Tuy nhiên thì khi đi ra nước ngoài thì
cũng vẫn với một cái trách nhiệm của một người con, tất cả những cái thuốc men của ông bà, những cái chi phí trong gia đình, thậm chí là những cái sửa sang trong gia đình thì đều là của trẻ. Thì quý vị và các bạn biết rồi, cái đồng lương tăng tiện chắc chi ở nước ngoài thì mới gửi về nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với làm việc ở Việt Nam. Mà chị bảo rằng là đã từ lâu lắm rồi các anh chị em không phụ chị, không phụ chồng. Và chị nói đến mức độ mà cái chết của bố vẫn là một tay chị lo về mặt kinh tế. Thì tôi hiểu đó là tất cả những cái trăn trở đó là sự thật. Những cái đồng tiền chị gửi về xây thêm nhà, cơi nới thêm nhà và cho cái việc tang chế cho đám tang của cả ba và cả mẹ đều là của chị. Thì chị nói rất là buồn. Thì sau khi ba mẹ mất thì một người trong gia đình đã có một cái thái độ là kiện chị hủy cái giấy vì cho rằng là ba mẹ nhầm lẫn hay gian dối gì đó, chị gian dối khi ba mẹ nhầm lẫn gì đó để mà sang tên ở đất bộ cho chị. Thì quý vị biết không, đây là kiện người nước ngoài vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện tại là mang tên chị mà chị đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, cho nên bây giờ khởi kiện thì thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân tỉnh. Nhưng quý vị và các bạn, tỉnh thành phố nói chung, tỉnh mà thành phố thuộc tỉnh trung ương đó. Thì chị bảo với tôi là bây giờ phải như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của luật Việt Nam thì nếu bị đơn là người sinh sống và làm việc ở nước ngoài thì nguyên đơn người ăn của chị đó phải có nghĩa vụ cung cấp cho tòa án cái địa chỉ chính xác của người đó ở nước ngoài. Trong trường hợp tòa thụ lý thì tòa sẽ có một cái động tác gọi là ủy thác tư pháp. Hôm nay tôi chỉ giới hạn đến việc là bị đơn là việc kiện thì phải như thế nào. Tôi chưa đề cập sâu những cái vấn đề khác. Tôi chỉ nói kể một câu chuyện cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn biết rằng nếu trong trường hợp mình là bị đơn, mình là người có quyền và nghĩa vụ liên quan thì mình vẫn cái vai trò giống như trong trường hợp tôi tư vấn. Thì tòa án tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì sẽ thụ lý cái hồ sơ này và yêu cầu phía bên nguyên đơn cung cấp địa chỉ. Bây giờ tôi giả sử là bây giờ chị đang ở Đài Loan thì sẽ gửi cái địa chỉ, toàn bộ những cái thông báo thụ lý sẽ chuyển qua tiếng Hoa. Nếu như trong trường hợp mà chị đang ở nước Đức thì sẽ chuyển toàn bộ dịch thuật qua sang tiếng Đức. Nếu chị đang ở Hoa Kỳ thì sẽ chuyển toàn bộ sang tiếng Anh. Để đó là nguyên tắc ủy thác tư pháp. Thì tòa án sẽ có một cái động tác gọi là ủy thác tư pháp. Ủy thác tư pháp để gửi cái địa chỉ này qua cơ quan ngoại giao gửi đến cho chị. Thì hôm nay cũng thông qua cái video tôi trả lời cái câu hỏi của chị là khởi kiện Việt Kiều thì Việt Kiều phải làm sao. Thì chị cứ ngồi chờ thôi. Trong trường hợp mà thư tới nhà chị thì nếu trong trường hợp đó thì chị sẽ phản hồi thông qua cái ý chí như thế nào đó và chị sẽ có bản tự khai trả lời. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong cái quá trình mà tư vấn cho chị Bảo ở ngoài thì tôi sẽ hướng dẫn một cách đơn giản, một cách dễ hiểu nhất để cho quý kiều bào hiểu được thế nào để tự bảo vệ mình
Lý do tại sao tôi không đưa ra những cái điều luật, vì tôi cũng có một người chị gái, chị đi cũng vài chục năm rồi. Thực ra thì cái ngôn ngữ nó tiếng Việt sau sinh sử dụng cái tiếng ngoài, cái tiếng của nước sở tại rồi, thì tiếng Việt khi quên có thi nhầm từ. Cho nên nếu trong trường hợp quý vị và các bạn không hiểu một số thuật ngữ chuyên môn, thật ra thì qua cái video này thì tôi cũng đã giới thiệu rất là chậm và rất là đơn giản cho quý vị và các bạn, để tất cả mọi người đều hiểu đây là chương trình mà chúng ta phải biết luật nào của quý vị. Cho nên nếu mà quý vị và các bạn không hiểu thì sẽ mạnh dạn gửi qua cái đường link trong trường hợp này thì phải như thế nào. Tóm lại, trong trường hợp là nếu quý vị và các bạn là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nếu quý vị và các bạn là bị đơn mà nhận được cái trác ở tòa, nếu như trong trường hợp ở Việt Nam có những cái xung đột gì đó, thì quý vị hãy chờ thôi, chờ ủy thác tư pháp để tòa án gửi những thông tin qua cho quý vị, và lúc đó quý vị sẽ có những cái phản hồi. Nếu quý vị phản hồi thì quý vị sẽ làm một bản tự khai, nếu quý vị không phản hồi quý vị nào đó thì chắc chắn là tôi sẽ quay lại trong nhiều cái video để tặng kiều quý kiều bảo những